Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California tức là 8 giờ 30 giờ Houston Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là Ngoại trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ viếng thăm Ai Cập để có thể uh, chấm dứt sự chia rẽ ở quốc gia này kéo dài một thập niên. Tin từ Istanbul cho biết Ngoại trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ là ông Mevlut à, Cavusoglu sẽ viếng thăm Ai Cập được xem là một trong những thông báo chính thức được đưa ra vào ngày thứ sáu. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên ở mức độ cao trong vài thập niên qua khi mà hai quốc gia này đã có những cái hư hại về các mối quan hệ của họ kể từ cái cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập năm 2011. Trong một bản statement đưa ra bởi Bộ Ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ, thì ông Cavusoglu à, sẽ bay tới Thổ Nhĩ Ai Cập vào ngày thứ Bảy và với lời mời của đối tác là Ngoại trưởng của Ai Cập là Samet Sokri và các nhà ngoại trưởng này sẽ thảo luận về tình hạn hình mối quan hệ của hai bên cũng như là tình hình của khu vực và các vấn đề của quốc tế. Ông Kavulsoglu sẽ bay tới sau khi mà ông à, À, Soki đã bay à, tới thổ nhĩ kỳ và à, vào tháng trước khi mà thổ nhĩ kỳ đã bị à, một cái trận động đất lớn mối quan hệ ngoại giao giữa Ankara và Cairo đã trở nên à, tệ hại trong vòng một thập niên qua tổng thống của thổ nhĩ kỳ là ông Taizip Erdogan cũng là đồng minh thân cận của tổng thống trước đó à, người hồi giáo là Mohammed Morsi người đã bị đẩy ra khỏi à, quyền lực bằng à, lực lượng quân sự trong một cái cuộc biểu tình năm 2013 đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay ít nhất có 5 người đã bị thiệt mạng trong một cái vụ tai nạn trực thăng một cách bí ẩn. Bản tin từ ở Iraq cho biết, một vụ tai nạn trực thăng một cách bí ẩn diễn ra lại phía bắc của Iraq đã khiến ít nhất 5 người bị thiệt mạng và trong đó nghi ngờ là bao gồm có hành động tấn công khủng bố hoặc là các cái nhóm người kết được xem là ngoài vòng pháp luật đã hoạt động tại đây trong một bản statement của chính quyền Iraq và nhóm người kết đã đưa ra và cơ quan chống khủng bố của quốc gia này đưa ra chiếc trực thăng này có tên là AS 350 đã bị à, tai nạn ở cái quận gọi là chamake ở Dohuk, à, một cái tỉnh nằm ở phía bắc của Iraq, nơi mà có rất đông đảo người kết sinh sống tại đây. vào tối ngày thứ tư, lực lượng chống khủng bố tại quốc gia này đã đưa ra một bản xác minh trên mạng xã hội. ít nhất 5 hành khách đã bị thiệt mạng. À, trong đó, à, theo tường trình của phát ngôn viên của phủ tổng thống và à, người được xem là lãnh đạo của nhóm người kết là Neziran à, bazani và chúng tôi đang điều tra xem là tình trạng của cái tai nạn này như thế nào và chủ nhân của chiếc xe trực thăng này đây là vụ tai nạn mới nhất diễn ra giữa lúc mà khu vực này đang có sự hoạt động của nhóm người kết đã bị xem là khủng bố là nhóm pkk à, và trong đó gần như vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng cho biết là ai là chủ nhân của chiếc trực thăng này chính quyền của iraq và lực lượng liên minh do hoa kỳ lãnh đạo cùng với thổ nhĩ kỳ đã gặp gỡ với lại nhóm lãnh đạo người kết ở khu vực để hỏi về tai nạn này gần như là có thể sẽ là bị tấn công bởi lực lượng khủng bố đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay biểu tình đã bùng nổ ở tại thủ đô nước pháp paris sau khi mà ông macron đang có ý định là cải tổ hệ thống an sinh xã hội trong đó ông muốn nâng tiền cái tuổi về hưu lên cao hơn những người biểu tình đã ngăn chặn những trục lộ chính dẫn vào thủ đô paris của nước pháp và trong cuộc biểu tình ngày thứ sáu và sự nổi giận của họ đối với ông tổng thống emmanuel macron khi ông này thúc đẩy việc cải tổ an sinh xã hội và trong đó nâng cái tuổi về hưu lên cao hơn Bản tin mới nhất cho biết thì à, cuộc biểu tình này đã diễn ra và ít nhất có 200 người đã ngăn chặn tất cả những con đường chính dẫn vào thủ đô. Ở trong đó gần như là phía cảnh sát Pháp đã được à, báo động và tìm cách giải tán đám đông các công nhân cũng đã bắt đầu biểu tình ở phía Bắc, ở nước Pháp và ở gần Normandy, nơi được xem là đang có những cái kỹ nghệ sản xuất tại đây. Chính quyền của Pháp đã bắt đầu đưa ra cái cuộc tranh cãi gây gắt về việc mà nâng tuổi về hưu lên cao hơn. Việc này dẫn tới sự nổi giận của một nhiều người ở Pháp. Trong khi đó thì ở phía nam nước Pháp đã có 310 người đã bị bắt giữ, bao gồm luôn cả 258 người ở Paris và một số nơi khác. Gần như các cuộc biểu tình đã bùng nổ ở nhiều thành phố tại Pháp sau khi mà chính quyền của ông Emmanuel Macron đã cho cải tổ cái hệ thống an sinh xã hội và trong đó dự tính là sẽ nâng cái tuổi hưu trí từ 62 lên 64 tuổi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay Thủ tướng Đức là ông Olaf Scholz đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về việc mà do Thái đã có hành động được xem là cải tổ hệ thống luật pháp của họ thủ tướng của đức là ông olaf schol đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại với chính quyền của do thái về việc mà họ thay đổi hệ thống tư pháp của họ trong lúc mà ông đón tiếp thủ tướng của do thái là ông benjamin netanyahu vào ngày thứ năm trong đó là ông ca ngợi cái nỗ lực của tổng thống của do thái là đang tìm cách có một cái bản đồng thuận căn bản chung giữa các phe đối lập Ông Netanyahu đã gặp gỡ với các nhà lãnh đạo của Đức tại Berlin một ngày sau khi mà à, tổng thống của Do Thái là ông Isaac Herzog đã công bố một cái à, bản kế hoạch à, thỏa thuận để à, giảm đi tình trạng căng thẳng đối đầu giữa những người biểu tình và chính quyền của ông Netanyahu. Trong khi đó thì à, một viên chức cấp thấp của Đức cho biết rằng phía Đức đã lên tiếng lo ngại về tình trạng cái dự tính của chính quyền Do Thái, đặc biệt là thay đổi cái việc bổ nhiệm các quan tòa từ chính quyền của ông Netanyahu thay vì ở quốc hội thì nó có được phép là bổ nhiệm ở ngay trên cái uh, tòa tối cao pháp viện. Đức được xem là một đồng minh thân cận của Do Thái ở tại uh, ở Âu Châu và được xem là một trong những uh, quốc gia đang có cái uh, huynh hướng hợp tác chặt chẽ với Do Thái. Tuy nhiên thời gian gần đây họ đã chỉ trích rất nhiều chính quyền cánh hữu của ông Netanyahu với tính tính cách là một à, quốc gia gần gũi với do Thái và có chung một giá trị dân chủ, chúng tôi vẫn à, theo dõi cái cuộc tranh luận này một cách rất cẩn thận. Tôi không thể à, trốn tránh sự thật là chúng ta đang có những lo ngại. Ông so đã nói trong một cái bản statement khi mà ông họp báo chung với ông Netanyahu ở trong cuộc họp báo và hệ thống độc lập của tư pháp là căn bản của một nền dân chủ. Chúng ta đồng ý ở điều này và điều tốt nhất là cái giá trị mà tổng thống của Do Thái đã đưa ra một cái hành động thỏa hiệp để có thể nhằm giảm đi những căng thẳng tại quốc gia này. Đây được xem là lời lên tiếng mới nhất của ông Netanyahu, đã, à, xin lỗi quý vị, ông Olaf Show đã đưa ra. Giữa lúc mà ông Netanyahu, đang có chuyến công du tại âu châu và trước đó thì một số những nhà trí thức những nghệ sĩ và kể cả một số những nhà giáo đã yêu cầu là nước đức nên cancel tức là hủy bỏ chuyến đi của ông netanyahu bản tin đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay giới chức an ninh hàng đầu của Iran đã có các cuộc đối thoại tại Vương quốc Ả Rập thống nhất sau khi mà chính quyền Riyadh tức là chính quyền của Saudi Arabia và chính quyền của Iran đã đạt được thỏa thuận bình thường hóa lại các mối quan hệ ngoại giao. Giới chức an ninh hàng đầu của Iran đã có mặt vào ngày thứ năm để cáo có các cuộc đối thoại với lại phía Vương quốc Ả Rập thống nhất ở cấp độ cao vài ngày sau khi mà họ đạt được cái thỏa thuận với Saudi Arabia. Ali Samkani được xem là người bí thư đặc trách về hội đồng an ninh quốc gia tối cao của iran đã gặp gỡ với lại À, người đứng đầu của cái uh, cục an ninh quốc gia của uh, vương quốc Ả Rập thống nhất là Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan ở tại thủ đô Abu Dhabi và thảo luận về các cơ hội hợp tác giữa đôi bên theo tường trình của viên chức đôi bên cho biết và đồng thời ông cho biết là sẽ nói chuyện với lại cố vấn an ninh quốc gia của vương quốc Ả Rập thống nhất là Sheikh Tanoun bin Zayed Al Nahyan và thảo luận về mối quan hệ song phương. Iran và Vương quốc Ả Rập thống nhất đã có những bước cần à, tích cực để gia tăng hợp tác mối quan hệ song phương và gia tăng cái chính sách ngoại giao của các khu vực. À, đó là lời phát biểu của ông Sabkani đã đưa ra trong lúc mà ông gặp gỡ với lại người đứng đầu của Vương quốc Ả Rập thống nhất theo tường trình của cơ quan truyền thông của Vương quốc Ả Rập thống nhất cho biết và chúng ta sẽ gia tăng mạnh mẽ cái khả năng của chúng ta ở khu vực. Chuyến đi này diễn ra sau khi mà Saudi Arabia và Tehran tức là vì Iran đã loan báo là dưới sự à, trung gian của Trung Quốc, họ đã phá vỡ được sự bế tắc kéo dài 7 năm qua trong các mối quan hệ ngoại giao và ông Sakani đã bay tới à, khu vực của Vương quốc Ả Rập thống nhất ngay sau khi mà cái cuộc đối thoại giữa Saudi Arabia và Iran đã thành công. À, trong cuộc đối thoại này thì ông sakani nói rằng vương quốc ả rập thống nhất sẽ có một cái bước tích cực hơn trong một cái không gian mới về chính trị kinh tế và an ninh ở khu vực cũng như mối quan hệ của đôi bên đây được xem là cuộc gặp gỡ khá quan trọng và có thể sẽ là một cái cuộc giải quyết bế tắc sau khi mà phía của Iran đã hậu thuẫn cho nhóm Hồi giáo Houthi lật đổ chính quyền được quốc tế thừa nhận tại Yemen dẫn tới việc Saudi Arabia và Vương quốc Ả Rập thống nhất đã thống nhà, thống lãnh các quốc gia Ả Rập và dùng quân sự của họ để chống lại nhóm Hồi giáo Houthi ở tại Yemen. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Ngoại trưởng của Trung Quốc đã có một cú điện thoại rất hiếm hoi với lại Ngoại trưởng của Ukraine trước khi mà ông Tập Cận Bình có mặt ở tại Moscow. Bản tin mới nhất cho biết thì Ngoại trưởng của Trung Quốc đã có một cú điện thoại rất hiếm hoi với Ngoại trưởng của Ukraine để lo ngại về cái cuộc chiến diễn ra tại Âu Châu giữa lúc mà đang có những sự thúc giục Trung Quốc có vai trò lớn hơn với Nga để đưa ra một cái giải pháp. Cú điện thoại này diễn ra vào ngày thứ Năm trước khi mà ông tập cận bình dự tính viếng thăm moscow vào ngày 20 tây và dường như là ông ta vẫn tiếp tục ủng hộ cho ông vladimir putin và nó đã diễn ra trên một năm kể từ khi mà ông putin đã xu quân xâm lăng ukraine phía à, trung quốc cho biết là ngoại trưởng của họ là Gang tức là tần cương đã nói với ngoại trưởng của ukraine là dmitry kuleba là bắc kinh luôn có những cái việc à, à, quan tâm tới cái vấn đề công bằng cho người dân của ukraine và đồng thời xác nhận là Trung Quốc vẫn tiếp tục giữ vai trò gọi là trung lập và sẽ có các cuộc đàm phán và thúc đẩy các cuộc đàm phán cũng như kêu gọi cộng đồng quốc tế là gia tăng các điều kiện cho các cuộc đối thoại về hòa bình. phía Bắc Kinh vẫn lo ngại là à, về một cái giải pháp à, có thể bị khủng hoảng khi mà bị trì hoãn trong cuộc chiến này. trong khi đó thì à, ngoại trưởng của Ukraine cho rằng là cái cuộc đối thoại giữa à, phía của họ và phía của Trung Quốc là chủ yếu là họ muốn nhấn mạnh về, về cái chủ quyền lãnh thổ. Tôi hiểu được điều quan trọng của Tổng thống Zelensky về cái thỏa ước hòa bình và cái phương pháp hòa bình làm sao chấm dứt được cái cuộc xâm lăng này và tái lập lại hòa bình ở Ukraine. Ông Kuloba đã viết như trên. Ông nói rằng ông đã nói chuyện với lại ông Kingan sau khi mà ông nói chuyện với lại ngoại trưởng Hoa Kỳ là Anthony Blinken trước đó thì à, bản tin cho biết là ông zelensky vẫn đang chờ đợi một cú điện thoại hoặc là một cú nói chuyện trực tiếp với lại à, ông tập cận bình chủ tịch nhà nước cộng sản trung quốc và là một đồng minh thân cận của nga tuy nhiên thì à, có thể cú điện thoại này sẽ diễn ra vào tuần tới sau khi mà ông tập cận bình đã có chuyến viếng thăm tới nga đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và Văn phòng của Tập Cận Bình đã chính thức xác nhận chuyến viếng thăm diễn ra vào ngày thứ hai cho tới ngày thứ tư tuần tới, tức là từ ngày 20 cho tới ngày 22 tây. Bản tin từ Kiev cho biết là ông tập cận bình sẽ viếng tâm moscow ở, ở nga vào ngày thứ hai cho tới ngày thứ tư và trong đó gần như là cho thấy ông ta ủng hộ cho ông vladimir putin và bắt đầu tìm cách làm giảm đi căng thẳng phía đông và phía tây ở trên cuộc chiến của ukraine giữa lúc mà bắc kinh đang có cái tham vọng là tăng cường vai trò ngoại giao của họ trên toàn cầu nga đã xâm lăng ukraine gần một năm qua và gần như là Trung Quốc đã giữ một thái độ mà họ mô tả là trung lập, mặc dù về thực tế thì họ đã có hành động hỗ trợ cho Nga và bởi vì trước khi mà nga xua quân xâm lăng Ukraine, ông Putin đã có mặt tại Bắc Kinh trong cái uh, Olympic tổ chức tại đây và Tập Cận Bình đã tuyên bố là sẽ hợp tác không giới hạn với Nga cả nga và trung quốc đều loan báo cái chuyến đi của tập cận bình vào ngày thứ sáu và chuyến viếng thăm này à, cho biết là ông tập cận bình sẽ nói chuyện về vấn đề à, vũ khí và một số những vấn đề khác với lại à, phía của nga đồng thời cũng sẽ tập trung vào cuộc chiến kéo dài 13 tháng tại ukraine phía trung quốc đã từ chối không lên án nga trong cái à, À, việc mà nga xâm lăng Ukraine đồng thời bác bỏ và chỉ trích các cái lệnh cấm vận của khối tây phương cáo buộc rằng NATO và Hoa Kỳ đang tìm cách khiêu khích lực lượng quân sự của Putin và dẫn tới việc mà cuộc chiến này xảy ra. trong khi đó thì phát ngôn viên của điện kremlin là Dmitry Peskov nói rằng ông Putin và ông Tập sẽ có cuộc gặp gỡ mặt đối mặt và sẽ có một cái uh, buổi quốc yến vào ngày thứ hai trong đó thì họ sẽ thảo luận rất nhiều những vấn đề của thế giới đây được xem là một trong những chuyến đi quan trọng của tập cận bình giữa lúc mà phía của hoa kỳ đang có một cái chính sách tiếp tục cô lập nước nga trong việc mà nga xâm lăng ukraine cùng một lực tòa bạch ốc ngày hôm nay đã lên tiếng và cho rằng họ khuyến khích trung quốc tăng cường cái vai trò của họ trong cuộc chiến tại ukraine chính quyền của joe biden lên tiếng hoan nghênh về một cái tiềm năng gặp gỡ giữa tổng thống của ukraine là ông zelensky và nhà nước chủ tịch cộng sản của trung quốc là tập cận bình tòa bạch đốc đã khuyến khích cái cuộc gặp gỡ này và nói rằng trung quốc cần phải hiểu rõ về những gì cần thiết của người dân ukraine đó là lời phát biểu của cố vấn an ninh quốc gia và phát ngôn viên của hội đồng an ninh quốc gia là john Kirby đưa ra chúng tôi nghĩ rằng đó là một điều tốt nếu hai bên cùng nói chuyện ông Kirby đã đưa ra một lời phát biểu và chúng tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng là Trung Quốc đã bắt đầu có sự hiện diện với lại phía Ukraine không chỉ là ông ta chỉ đứng về phía Putin ông Kirby đã lên tiếng và nói rằng tòa bạch ốc vẫn khuyến khích cái cuộc gặp gỡ này càng sớm càng tốt và họ lưu ý rằng Trung Quốc đã phá vỡ được cái có thể phá vỡ được cái bế tắc trong cái cuộc chiến tại Ukraine Chúng tôi nghĩ rằng có những sự lo ngại về bản kế hoạch sách diễn ra từ phía Trung Quốc và chúng tôi chưa biết được là họ sẽ phản ứng sẽ phản ảnh cái nhìn của phía Nga hay cái nhìn của cả các phía. Đó là lời phát biểu của ông ta. Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa biết họ đang tiếp tục tăng cường cái vai trò của họ trên chính trường quốc tế sau khi mà thành công nối kết lại cái mối quan hệ của Saudi Arabia và Iran trong khi đó thì phía của tòa bạch ốc nói rằng họ vẫn lưu tâm và quan sát rất cẩn thận những biến chuyển này đặc biệt là họ đang chờ đợi cú điện thoại của ông tập cận bình với ông zelensky sau khi mà tập cận bình gặp gỡ putin vào tuần tới tức là ngày thứ hai cho tới ngày thứ tư đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố của tòa bạch ốc ngay sau khi có lời xác nhận của phía văn phòng của tập cận bình cũng như là điện kremlin đều xác nhận là tập cận bình sẽ có mặt tại moscow vào ngày thứ hai đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt thì John Kirby đã lên tiếng và nói rằng tòa Bạch Ốc đã không có xác nhận được là Trung Quốc đã gửi các cái vũ khí tấn công hoặc là các cái áo giáp cho phía của Nga. Bản tin từ Washington cho biết, thì công ty các công ty của Trung Quốc, bao gồm luôn một trong những công ty trực tiếp có liên hệ với chế độ cộng sản Trung Quốc, được báo cáo là đã gửi một số những cái súng trường tấn công, các cái áo giáp và một số tròn, à, các cái phụ tùng cho máy tròn cho phía của nga. Phía công ty Trung Quốc đã xuất cản khoảng 1.000 cây súng trường tấn công và trong đó à, một số những cái dụng cụ khác cho phía của Moscow được sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine. Theo tường trình của tờ Politico và khi được hỏi về những vấn đề này thì phát công viên của Hội đồng An ninh Quốc gia là John Kirby cho biết là họ vẫn chưa thấy được và không thấy được bằng chứng nào cho thấy là Trung Quốc đã gửi vũ khí và các áo giáp cũng như những cái và dụng cụ về quân sự không gây sát thương và gây gọi là vi phạm vào lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và Tây Phương nhắm vào phía của Nga. Tôi vẫn chưa thấy và tôi vẫn chưa nhận được tất cả các báo cáo này. Tôi không thể xác nhận được. Ông John Kirby đã nói lên trên. Chúng tôi không nghĩ rằng Trung Quốc đã có những hành động hỗ trợ và chúng tôi uh, đang chờ xem và xác nhận xem cái uh, cái uh, biến chuyển của họ như thế nào. Căn cứ trên dữ liệu mà được uh, từ một cái uh, mà một cái trang mạng gọi là Import Genius uh, trong đó cho thấy uh, chỉ ra cho thấy là từ tháng 10 tháng 6 cho tới tháng 12 năm 2022 đã có một số những cái uh, vũ khí này đã được chuyển qua cho Nga băng ngang qua Thổ Nhĩ Kỳ và Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong tháng 6 năm 2022, thì Nga, cái công ty có tên là Tech Grim đã nhập cản các loại súng trường từ cái công ty của Trung Quốc có tên là China North Industry Group Corporation Limited và được xem là một trong những cái công ty quốc phòng của Trung Quốc và dữ liệu này cho thấy công ty của Nga đã nhận 12 cái chuyến hàng về các cái phụ tùng dành cho tron và nặng hơn 12 tấn bao gồm luôn cả các áo giáp từ Trung Quốc thông qua thổ nhĩ kỳ năm 2022 và Trung Quốc được xem là đã cung cấp rất nhiều những công ty của nga về các cái và phụ tùng về thương mại cũng như quân sự và bây giờ nga đang sử dụng tất cả những điều này để vung đắp cho cuộc chiến của họ tại Ukraine đó là bản tin liên quan tới tình hình của nga và của Trung Quốc ngày hôm nay và được xem là bản tin thời đo thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay là sư đoàn 13 thủy quân lục chiến và được xem là thủy quân lục chiến viễn chinh của Hoa Kỳ cùng với lại chiếc vận dương hạm Mackin Island và đoàn hộ tống hạm và cùng với chiếc hàng không hạm USS Nimitz đã bắt đầu thực hiện cuộc tập trận ngay trên biển Đông và cuộc tập trận này là phối hợp và giữa hàng không mẫu hạm Nismith cùng với lại cái vận dương hạm và thực hiện một cái tiến trình đổ bộ và khả năng chiến đấu của các thủy quân lục chiến viễn chinh của Hoa Kỳ. Đây được xem là cuộc tập trận lớn diễn ra giữa các binh chủng của Hoa Kỳ ở trên khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, họ lại không cho biết là cuộc tập trận này diễn ra ở chính cái địa điểm chính xác nào. Trong đó thì cùng đi chung với lại chiếc khu trục à, cái, à, hàng không hóa hạm uss nismith thì à, các chiếc khu trục hạm có khả năng mang theo cái à, hỏa tiễn gồm có uss decafer uss chung hun và chiếc uss wan mayor và chiếc khu trục hạm à, gọi là tác chiến có tên gọi là uh, Squadron uh, chính cùng với lại một số những cái uh, uh, cánh không quân của lực lượng uh, hải quân nằm ở trên hàng không mẫu hạm đồng thời cũng sẽ phối hợp với lại lực lượng thủy quân lục chiến viễn chinh uh, sư đoàn thứ 13 cùng với lại chiếc vận viên hạm là Making Island và một số những chiến đấu những cái uh, chiến hạm các của Hoa Kỳ đang có mặt tại Biển Đông trên các hồng hàng không mẫu hạm là các cái loại F-35B và các chiếc F-18 của à, hải quân của um, Hoa Kỳ cũng có mặt ở đây và uh, theo bản báo cáo cho biết thì đây là cuộc tập trận lớn và Hoa Kỳ đã thực hiện cuộc tập trận này nhằm để gia tăng cái khả năng phối hợp ở trên mặt biển cũng như là văn phòng chỉ huy trên cái hàng không hạm USS Nimitz sẽ điều khiển tất cả các lực lượng khi mà thực hiện các tiến trình đổ bộ các uh, chiếc máy bay của hải quân để có thể yểm trợ cho cuộc đổ bộ của lực lượng à, thủy quân lục chiến của hoa kỳ đây là cuộc tập trận lớn và được xem là một trong những cuộc tập trận à, có tên gọi là marine aircraft Task Force. đây được xem là một trong những cái à, đơn vị đã đặc trách về vấn đề à, tác chiến và trực chiến của hoa kỳ trong khi đó thì đại tá có tên là samuel meyer chỉ huy trưởng của cái sư đoàn thủy quân lục chiến 13 cho biết là cuộc tập trận này là chúng tôi sẽ thực hiện tất cả những cái động tác cần thiết và những cái phối hợp cần thiết với lực lượng hải quân và có thể thực hiện một cuộc đổ bộ nhanh chóng hơn cùng với sự yểm trợ của các chiến đấu cơ F-35 và F-18 từ trên hàng không mô hạm Nismith. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ do phía đệ thất hạm đội đã đưa ra thông báo chính thức. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay thì bác Hàng nói rằng việc mà bắn thử cái hỏa tiễn ICBM của họ ngày hôm qua mục đích là để gây sợ hãi cho những kẻ thù. Bản tin mới nhất từ Seoul Nam Hàn cho biết là phía Bắc Hàn tuyên bố rằng họ bắn cái hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia là gieo rắc cái sự sợ hãi cho tất cả những kẻ thù. giữa lúc Nhật Bản và Nam Hàn đã có một cái hội nghị thượng đỉnh để làm việc chặt chẽ hơn nhằm ổn định cái hòa an ninh hòa bình ở khu vực cùng với Hoa Kỳ và đang có những cuộc tập trận ở xung quanh khu vực này. Hỏa tiễn trên đã được bắn ra vào ngày thứ năm ở trong gần một cái phi trường chính của Bắc Hàn. Trong đó thì nhà lãnh đạo Kim Jong Un và cô con gái của ông ta đã đứng để xem được, đã nhìn thấy được cái việc bắn thử hỏa tiễn này. Giữa lúc mà phía tổng thống của Nam Hàn là Yoon Suk Yeol đã gặp gỡ với lại thủ tướng của Nhật Bản là Fumio Kishida ngay tại Tokyo và cuộc gặp gỡ này là tái lập lại các cái mối quan hệ về an ninh giữa hai quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ vốn đã bị rạn à, nứt vì vấn đề lịch sử à, trong quá khứ. Và với bốn cái hỏa tiễn đã được à, trình diễn vào à, tuần này thì Bắc Hàn cho biết là họ sẽ tiếp tục có những cái đáp trả với cuộc tập trận của Hoa Kỳ và Nam Hàn đang diễn ra tại đây được mô tả là cuộc tập trận lớn nhất trong vòng 5 năm qua. Chính quyền của Joe Biden đã lên tiếng và nói rằng họ muốn có một mối quan hệ tốt hơn giữa Nam Hàn và Nhật Bản và trong đó à, tìm cách gọi là giải quyết những cái câu chuyện trong quá khứ lịch sử và gia tăng cái liên minh à, mạng lưới này để đối phó với sự à, đe dọa về nguyên tử của Bắc Hàn và sự gia tăng gây ảnh hưởng của Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố mới nhất của Bắc Hàn đưa ra giữa lúc mà phía Trung Quốc cũng đang có tham vọng là sẽ banh trướng ở khu vực Á châu Thái Bình Dương. Cùng một lượt thì phía Nam Hàn và phía Nhật Bản tuyên bố là sẽ tái lập lại tất cả các mối quan hệ về quân sự của họ sau khi có sự đe dọa từ phía Bắc Hàn. Các nhà lãnh đạo của Nhật Bản và Nam Hàn đã đồng ý là tái lập lại các mối quan hệ song phương bao gồm luôn việc bình thường hóa, việc à, hoạt động quân sự và chia sẻ các tin tức tình báo về quân sự nhằm đối phó với cái chương trình nguyên tử gây nguy hiểm của Bắc Hàn. Tổng thống của Nam Hàn là ông Yoon Seok-yong đã gặp gỡ với lại thủ tướng của Nhật Bản là ông Fumio Kishida trong hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Tokyo vào ngày thứ năm và đôi bên cam kết sẽ giải quyết những cái tồn động trong quá khứ đã gây khó khăn cho mối quan hệ giữa hai nước đặc biệt là vấn đề lịch sử. Ông Yun đã viếng thăm Nhật Bản lần đầu tiên kể từ khi mà ông trở thành tổng thống của Nam Hàn à, trong 12 năm qua và Việc thiếu hợp tác giữa hai quốc gia này đã gây khó khăn cho Hoa Kỳ trong nỗ lực mà gọi là đoàn kết các quốc gia đồng minh để chống lại sự đe dọa của Trung Quốc và của Bắc Hàn. Và trong đó, Hoa Kỳ đã thúc giục cả Nam Hàn lẫn phía Nhật Bản là phải giải quyết những cái sự khác biệt giữa đôi bên. Trong khi đó thì trong hội nghị thượng đỉnh này, ông Jun cho biết ông sẽ tuyên bố là hoàn toàn bình thường hóa trong tất cả các cái mối quan hệ đặc biệt là trong vấn đề an ninh và các cái chia sẻ về tin tức quân sự nó gọi là general security of military information agreement gọi tắt là gsomia tôi tin rằng hai quốc gia sẽ à, bắt đầu chia sẻ những tin tức về à, chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn cũng như là chúng tôi sẽ tìm cách đối phó lại. Ông Jun đã phát biểu trong cuộc họp báo theo tường trình cho biết, cả hai quốc gia này đều ký kết cái hiệp ước gọi là GSOMIA năm 2016 và năm trong năm 2019 thì cựu tổng thống là Moon Jae-in đã duyệt xét và hủy bỏ cái uh, mối quan hệ này trong khi mà uh, ông ta nối kết lại với phía của Trung Quốc. Ông Kishida trong cuộc họp báo này và nói rằng là phía họ Nhật Bản sẽ tháo gỡ việc uh, cấm xuất cản các cái kỹ nghệ quan trọng và các cái then chốt quan trọng liên quan tới semiconductor và các cái hệ thống màn hình cho phía của Nam Hàn đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay và cũng liên quan tới Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay thì nhà lãnh đạo của Đức nói rằng Trung Quốc không nên dùng vũ lực để thay đổi cái hiện trạng trên eo biển Đài Loan Thủ tướng của Đức là ông Olaf Scholz đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với lại tờ báo Nikkei tại Nhật Bản lên tiếng và nói rằng Trung Quốc không nên sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng trên eo biển Đài Loan. Ông Schol đã phát biểu với lại cái uh, hãng Nikkei ở tại Berlin sau khi mà uh, trước khi có cuộc chiến chuyến thăm Nhật Bản vào ngày 18 tây tháng 3. Về nơi mà hai quốc gia đang có những cái hội nghị đầu tiên giữa Đức và Nhật Bản à, và trong cái tinh thần gọi là cố vấn và đôi bên sẽ có một cái hệ thống làm việc để nói chuyện giữa Tokyo và Berlin. Cuộc nói chuyện này được xem là có ra mở rộng rất nhiều những cái đề tài bao gồm luôn việc tập trung kềm chế Trung Quốc lẫn Nga theo tường trình của ninh của Nix tại đã đưa ra và từ cả hai quốc gia. Và khi được hỏi đến về tiềm năng cuộc chiến diễn ra tại eo biển Đài Loan ông su đã nói với tờ nikki là cũng giống như hoa kỳ nhật bản và rất nhiều những quốc gia khác chúng tôi đang vẫn tôn trọng cái one china policy Tuy nhiên vị thủ tướng này lên tiếng cảnh báo Trung Quốc là chúng tôi muốn nói rõ ràng dùng vũ lực để mà thay đổi hiện trạng trên cái eo biển Đài Loan là điều không thể chấp nhận được. Đây là lời khẳng định của ông Olaf Scholz đã đưa ra. Trong đó cuộc phỏng vấn khá dài và ông nhấn mạnh rất nhiều về cái tầm hợp tác quan trọng giữa Đài Loan và của phía của Đức cũng như là sự hợp tác của Đức và của Nhật Bản. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay Úc chuẩn bị mua 220 cái hỏa tiễn uh, à, của Hoa Kỳ Đây là bản tin mới nhất Cụ Giác Đài đã chấp thuận mức và việc bán 220 cái hỏa tiễn Tomahawk à, xuyên quốc gia à, cho Úc dưới một cái thỏa thuận gọi là Liên minh orcus à, việc mua bán này trị giá khoảng 1.3 tỷ Úc Kim tức là khoảng 8895 895 triệu Mỹ Kim và tiếp theo cái sự xác nhận của Úc là sẽ có thêm ít nhất là 5 cái tiền tùy đỉnh mang tính chất tấn công chạy bằng nguyên tử trong vòng một thập vài nập tập liên tới và dưới cái thỏa thuận liên minh và trong đó sẽ khiến Úc chi phí lên tới 368 tỷ Úc Kim tức là khoảng 245 tỷ Mỹ Kim à, Bộ trưởng Quốc phòng của Úc là Richard Mallet đã xác nhận cái thỏa thuận này vào ngày 17 tây tháng 3. Chúng tôi đang làm việc với Hoa Kỳ để có thêm cái khả năng về hỏa tiễn bởi vì tình trạng quan trọng của chúng tôi là những gì chúng tôi cần thiết để bảo vệ cho chủ quyền lãnh thổ và cả tầm ảnh hưởng của Úc ở tại đây. Ông Males đã phát biểu với lại hãng thông tấn Night News như trên và quan trọng nhất là chúng tôi đang thực hiện tiến trình sản xuất và có được những cái tiền tiêu đỉnh nguyên tử. Tuy nhiên chắc chắn rằng chúng tôi cũng sẽ có những cái hỏa uh, tiễn tầm xa để uh, bảo vệ cái khả năng của quốc gia chúng tôi và điều này chúng tôi cần phải uh, nâng cấp tất cả hệ thống quốc phòng. Trên 200 cái hỏa tiễn Tamahoc uh, của Hoa Kỳ gọi là Block V on Up Brown được xem và và cùng với lại 20 cái hỏa tiễn gọi là um, tamahawk block uh, for uh, uh, on up row sẽ được uh, uh, tính chung trong cái uh, thỏa thuận này là tổng cộng là 220 trăm cái hỏa tiễn và trong đó thì uh, phía bộ quốc phòng úc cho biết họ cần phải gia tăng và có khả năng kiềm chế đối với những đe dọa ở khu vực đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ và của uh, úc cũng như là của á châu thái bình dương Cùng một lượt thì đảo quốc Fiji đã hậu thuẫn cho cái thỏa thuận của Liên minh Orchid giữa lúc mà ông Amini đang tiếp cận với đảo quốc này. Bản tin mới nhất cho biết thì Thủ tướng của đảo quốc Fiji là Siti Veni Rabuka đã lên tiếng và nói rằng Úc cần phải đóng vai trò quan trọng hơn và ủng hộ mạnh mẽ cho cái liên minh AUKUS nhằm có thể thúc đẩy một cái sự an toàn trên khu vực ở Nam Nam Bán Cầu tức là ở Nam Thái Bình Dương giữa lúc mà nỗ lực của ông Anthony Albanese là tìm cách giảm đi tất cả những cái lo ngại ở khu vực trong vấn đề an ninh. Trong cuộc gặp gỡ này diễn ra vào ngày 15 tây, giữa lúc mà có một cái chuyến viếng thăm ngoại giao đến tới cái thủ đô của đảo quốc Fiji là Nadi, diễn ra và chỉ một ngày sau khi mà Malaysia và Indonesia đưa ra một bản statement và nói rằng họ cũng ủng hộ, tuy nhiên hơi lo ngại về cái liên minh OECS. Indonesia cho rằng là Úc cần phải có một cái sự phát triển gây ảnh hưởng Và trong đó chắc chắn rằng là cái khả năng này nó phải là cái khả năng hòa thỏa ước với Hoa Kỳ Và gọi là non-nuclear tức là không có cái nguyên tử Trong khi đó thì Malaysia lên tiếng nói rằng đây sẽ là khởi động cho một cái chuyện Có thể gọi là chạy đua vũ trang ở tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương Và đó là cái lời khẳng định của đảo quốc Fiji Fiji được xem là một cái đảo quốc rất lớn nằm ở khu vực Nam Thái Bình Dương và đây đây được xem là có ảnh hưởng rất lớn ở khu vực này với các đảo quốc nhỏ khác đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bản tin này và bây giờ như thường lệ thì chúng ta vẫn sẽ bước qua phần đọc comment và thảo luận Tuy nhiên, trước khi bước qua đọc comment và thảo luận, thì à, chào hàng trước quý vị. Đây là một số những cái bài ở trong cái à, tạp chí quốc phòng mà quý vị có thể à, đón nhận trong à, tuần tới hoặc là cuối tháng. Và trong đó thì quý vị thấy là chúng tôi có đầy đủ những cái tin liên quan tới tập trận của Hoa Kỳ và Philippines. Bắt hàng bắn thử hỏa tiễn à, lúc mà Hoa Kỳ và Nam Hàn đang tập trận. Rồi cái liên minh AUKUS của... Úc của Hoa Kỳ và của Anh và chế tạo các cái tiêm tiêu đỉnh nguyên tử và ở đây quý vị thấy hình ảnh của cái tiêm tiêu đỉnh gọi là Class Virginia của Hoa Kỳ ở bên cạnh đó thì chúng tôi còn có cái cuộc gặp gỡ cho của bộ tứ kim cương gồm có Úc Hoa Kỳ Nhật Bản và Ấn Độ thì quý vị nhìn thấy ở đây và cuộc họp này đã diễn ra từ năm 2020 cũng như là việc mà máy bay Hoa Kỳ vào eo biển Đài Loan với phản ứng của Trung Quốc à bên cạnh đó thì Hoa Kỳ đang tập trận cùng 6 quốc gia ở tại cuộc tập trận Kim Sa tức là Compragon vân vân thì tất cả những cái tin tức này sẽ nằm rất là chi tiết ở trên cái tờ tạp chí quốc phòng quý vị có thể liên lạc về với tạp chí quốc phòng qua cái địa chỉ email trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com Trần Nhật Phong, đạo diễn at com Những quý vị nào đã gửi email thì kiên nhẫn Ngày hôm nay các em sẽ trả lời đầy đủ cho quý vị Cũng như những quý vị nào mà đã à, chuyển ngân Thì quý vị vui lòng đọc kỹ cái à, bản quy định của à, TMP Channel Về cái phương thức đặt báo như thế nào ra sao Thì quý vị đọc kỹ trước khi mà quý vị à, chuyển ngân để mua báo Cảm ơn sự ủng hộ. Mấy trăm người đã liên lạc với lại TNV Channel để đặt mua báo. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần đọc comment và thảo luận nha. Rồi bây giờ lướt qua những cái lời chào hỏi của quý vị. Ok. Hoa Kỳ tập trận cùng với đồng minh có dấu hiệu chuẩn bị một cuộc chiến tranh khốc liệt với China nhiều. Quý vị, gần như là mỗi ngày. Quý vị thấy ngày hôm nay là cái hàng không mà hổ, mẫu hạm Nismith cùng với lại cái vận dương hạm là making Island và lực cái sư đoàn thủy quân lục chiến Viễn Chinh đã có mặt tập trận trên biển Đông. Còn ở dưới cái biển Đài Loan cái biển Thái Lan đó thì trước đó là cuộc tập trận với lại Thái Lan và 6 quốc gia khác tại Á Châu. Rồi quý vị, ở phía Bắc tức là Nam Hàn thì Hoa Kỳ đang tập trận chung với lực lượng binh sĩ Nam Hàn kéo dài 10 ngày từ ngày 13 tới ngày 23 tây. Và quý vị, trên lãnh thổ Philippines thì đang chuẩn bị cho cuộc tập trận lớn chưa từng có. 17.600 binh sĩ của Philippines cũng tập trận ở trên cái lãnh thổ của Philippines phối hợp với lực lượng binh sĩ của Hoa Kỳ. Và ngày hôm qua ở ngoài Thái Bình Dương, tức là gần đảo Guam, giữa Guam và Okinawa thì Canada, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ cũng có cuộc tập trận luôn. Thì quý vị thấy là liên tục các cái hoạt động quân sự của Hoa Kỳ rất bận rộn ở khu vực Á châu Thái Bình Dương. Điều này cho thấy là cái tầm quan trọng để nối kết các quốc gia đối tác và đồng minh Nhằm kiềm chế cái uh, sự bành trướng của Trung Quốc Thì quý vị thấy rõ ràng là Hoa Kỳ đang tập trung rất nhiều vào cái uh, khu vực của Á Châu Thái Bình Dương yeah. Rồi à uh, hàng công bỏ hạm Neesmith là tối tân nhất của Hoa Kỳ Cũng không phải chiếc tối tân nhất là chiếc Garaford Và chiếc này mắc tiền nhất luôn 13 tỷ Mỹ kim là chiếc hàng không mẫu hạm gorofor của hoa kỳ chiếc này mới là tối tân nhất và mắc nhất luôn ok thì à, trong cái tạp chí quốc phòng tôi có đưa cho quý vị à, so sánh cho quý vị xem cái hàng không mẫu hạm của hoa kỳ và cái hàng không mẫu hạm của à, à, trung quốc là chiếc sơn đông đây ok tôi có điểm qua cho quý vị thấy nè đây là chiếc hàng không mẫu hạm sơn đông của trung quốc và đây là chiếc hàng không bảo hạm Growler 4 của Hoa Kỳ đây quý vị và ở đây tôi, tôi có chi tiết tất cả những cái uh, chi tiết của hai cái hàng không bảo hạm này thì nó có nó cũng có mặt ở trên cái tạp chí quốc phòng nha rồi tiếp tục à, hàng không bảo hạm của Hoa Kỳ có bao nhiêu chiếc trên nguyên tắc là 19 chiếc và đang có 11 chiếc đang active tức là 11 chiếc đang hoạt động ở trên các vùng biển trên uh, toàn thế giới nha rồi à, uh, Wow lướt qua một số cái à. Bắc Hàn đánh với Nam Hàn Thì Nhật Bản có tam chiến hay không Sau phiên họp ngày hôm nay tôi nghĩ có Bởi vì sau phiên họp ngày hôm nay Thì Nhật Bản và Nam Hàn chính thức đã quay trở lại Cái uh, hợp tác về quân sự Vốn đã bị ngưng lại Dưới thời của ông Moon Jae-in Và chính ông Yoon seok yeol Đã đến và chủ động giải quyết Cái vấn đề quá khứ lịch sử Để thúc đẩy đôi bên hợp tác về quân sự thì tôi nghĩ rằng nếu mà có sự hợp tác về quân sự sau cái phiên họp ngày hôm nay thì uh, Hoa Kỳ uh, phía Nam Hàn và phía Nhật Bản có thể sẽ có những cái hiệp ước hỗ uh, tương tức là đôi bên sẽ tương trợ lẫn nhau nếu bị tấn công thì có thể sau cái phiên họp ngày hôm nay và cái hội nghị thượng đỉnh này thì có thể Nam Hàn và Nhật Bản sẽ gọi là lưng đấu lưng môi hở răng lạnh đó quý vị nha OK uh, OK lão tập và Putin sẽ nói gì trong lần gặp tới thì cũng thúc đẩy quan hệ giữa đôi bên và tăng cường về kinh tế mậu dịch rồi có thể tập cận bình tôi có phân tích cái vụ vụ này trong cái hiêu tinh nhật ký phần 1 thì tôi có phân tích là lần này tập cận bình đã chiếm được tiên cơ so với joe biden và có thể là ông ta sẽ khuyến khích là putin ngưng cuộc chiến rút quân nhưng vẫn giữ lại bốn vùng lãnh thổ đã chiếm đóng ngược lại sau đó ông ta sẽ nói chuyện với zelensky ông ta nói rằng đừng đem binh sĩ của ukraine hy sinh sương máu cho cái an minh quốc phòng của âu châu quý vị được bơm vũ khí nhưng mà quý vị phải dùng xương máu quý vị để cái kiểu của tập cận bình có thể là như vậy để tìm cách thúc đẩy zelensky đối thoại và giải quyết một cách dứt khoát với putin thì tôi nghĩ rằng là lần này thì tập cận bình đang muốn tăng cường cái vai trò ngoại giao sau khi họ thành công trong cái vấn đề của saudi arabia và Iran nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Wow. À. Em vừa xem xong video Hoa Kỳ đăng lên về sự gây hấn của Nga, đang hóng xem bút tiền phản ứng lại sao. Nó no. không phải Putin. Mà là bây giờ phía Joe Biden sẽ phản ứng như thế nào khi mà Hoa Kỳ đã coi như là phải tự mình phá hủy nguyên cái trò này trị giá 32 triệu Mỹ kim. Trị giá 32 triệu Mỹ kim thì bây giờ để xem là cái uh, phía của Joe Biden sẽ có hành động cứng rắn như thế nào chứ không phải Putin cái hành động nó xịt dầu thẳng vào trong cái chiếc tròn đó là cái hành động Putin rồi phản ứng gì nữa bây giờ phải coi phản ứng của Joe Biden thì đúng hơn nha yeah. rồi tích cực cuộc chiến của Nga Ukraine là giúp đẩy Trung Cộng và Nga về một phía NATO Á Châu đều tăng ngân sách quốc phòng kỷ lục tôi nghĩ rằng dù muốn dù không các quốc gia sẽ phải chạy đua vũ trang tại vì hầu hết các quốc gia tại Á Châu bây giờ đây gần như là họ đã tăng cường cái khả năng quốc phòng. quý vị thấy ngày hôm qua không? Phía của Indonesia đã dòm ngó tới các cái hỏa tiễn do Ấn Độ à, sản xuất và họ có thể đạt họ đạt được cái thỏa thuận mua các cái hỏa tiễn từ Ấn Độ. Úc ngày hôm nay mua Tomahawk của Hoa Kỳ. Malaysia thì đang muốn nâng cấp các cái F16 của họ từ E qua S tức là những cái F16 mà tương đương với Đài Loan đó đài loan thì quý vị thấy trong một năm qua trong mấy năm qua họ đã tăng cường rất là nhiều rồi bây giờ tới nhật bản cũng tăng cường ngân sách quốc phòng và thái lan trước đó họ đã tăng ngân sách quốc phòng họ muốn đóng tiền thủy đỉnh nhưng mà họ lại nhờ trung quốc đóng tiền thủy đỉnh có điều cái điều này bị rớt lý do là đức không chịu cung cấp động cơ tại vì đức trung quốc đóng tàu tìm thủy đỉnh cho thái lan nhưng dùng động cơ của đức và đức không chấp nhận thì cái điều này bị rớt tuy nhiên thì quý vị thấy rõ ràng các quốc gia ở khu vực đều tăng cường cái khả năng quốc phòng của họ thì nó đang báo hiệu giống như Malaysia nói đang báo hiệu một cuộc chạy đua vũ trang giữa các quốc gia nha úc mua vũ khí để răng đe trung quốc à, lần này trung quốc muốn tấn công không chỉ phải suy nghĩ một à, hai lần mà phải nghe, nhìn lại tỷ lệ thắng được bao nhiêu phần trăm thật sự quý vị việc tăng cái ngục vũ khí này chỉ là tăng cái khả năng kềm chế thôi chứ không có nghĩa là nó sẽ à, gọi là hữu dụng mặc dù là chúng ta biết có hữu dụng trong cuộc chiến nhưng mà họ tăng cái mức kềm chế không để cho một bên có thể khiêu khích hay là gây hấn thì cái mức kềm chế này nó cao hơn vậy thôi nha wow, à, biển đông đang dậy sóng hiện nay thì hoa kỳ đang tập trận đang tập trận với chiếc hàng không mẫu hạm Smith và chiếc vận dương hạm making island và chiếc vận nhân hạm này là thực hiện các cái uh, biện pháp đổ bộ. Và uh, sư đoàn 13 thủy quân lục chiến viễn chinh của Hoa Kỳ cũng đã có mặt. Và sư đoàn này rất rất là dữ quý vị. Họ tác chiến trực tiếp luôn. Tức là họ có rất nhiều những kinh nghiệm tác chiến trực tiếp. Đây là cái sư đoàn được xem là khá dữ dội của Hoa Kỳ đó quý vị. Được chuyển về đây nha. Rồi tiếp tục vào... Uh... Chiếc tròn của Mỹ có mang theo vũ khí sao không bắn lại máy bay rồi để tự vệ Thứ nhất là họ giữ một thái độ tự chế trên mặt biển Thứ hai chiếc tròn này không có vũ khí Chiếc tròn này chỉ mang tính chất giám sát thôi Nó không có được trang bị các cái hỏa tiễn và vũ khí Và thứ ba là khi mà nó xông vào một cách bất ngờ Nó phun cái dầu ra đó Thì nó làm cho cái kiến của phi công không cái kiến không nhìn thấy Và nó che bớt một số những cái camera của cái tròn Tức là trên cái tròn đó nó có một số những cái camera Thì nó làm cho cái tròn này bắt buộc phải hạ cánh Cái tròn này là cái tròn giám sát thôi Chứ nó không có mang theo cái đầu đạn hỏa tiễn tấn công Do đó cái tròn này không có khả năng tự vệ Nha Rồi tiếp tục Thà một lần đâu để lập lại trật tự thế giới mới Tôi cũng mong là như vậy Tôi cũng mong là sẽ có một lần là chúng ta phải chịu đựng một cuộc chiến lớn để tái lập trật tự thế giới vốn đã hỗn loạn trong 30 năm qua với cái chính sách gọi là gray zone, vùng màu xám mà lực lượng chính trị cánh tả đã tạo ra và hiện nay họ vẫn thống trị ít nhất một phần còn lại của thế giới. Thì cái bùng nổ một cuộc đại thế chiến này nó sẽ clean up được. Nó sẽ clean up được bởi vì tôi biết bản chất của cánh tả là sợ chiến tranh. Lý do họ sợ chiến tranh là bởi vì chiến tranh sẽ cho họ khiến cho họ bị mất quyền lực. Họ giỏi về chính trị. Nhưng mà đối diện với chiến tranh họ rất là nhát. Chính vì vậy họ tìm đủ một cách kềm chế. Nhưng mà họ càng kềm chế chiến tranh thì nội chiến lại bùng nổ ở nhiều nước. Cái nghịch lý là nằm chỗ này nha. Trung Quốc có sử dụng đối thoại với Ukraine để chia rẽ Âu Châu và Hoa Kỳ không Phong? Yes. Chắc chắn Tập Cận Bình đang có tham vọng thay thế vị trí của Hoa Kỳ mà. Do đó, ông ta sẽ nghĩ cách để thuyết phục ông Zelensky. Mà cái cách thuyết phục hay nhất là đem sinh mạng của người dân Ukraine lên. Nói bây giờ anh đứng ra, anh chống Nga, thì cuối cùng dân anh chết thôi. Âu Châu có chết dân nào đâu. Phía Tây Âu đâu có chết một tên nào đâu. Phía Hoa Kỳ đâu có chết một tên nào đâu. Còn dân anh thì chết từ lúc này tới lúc khác. Tại sao anh phải dạy dột vậy? Rồi cuối cùng họ đóng đâu cũng nhận anh vô NATO đâu. Họ cũng chê anh, họ đâu có nhận anh vô NATO. Cái kiểu của Tập Cận Bình nói chuyện với Zelensky là kiểu này. Thì có thể rằng là chưa biết được. Cái kiểu đó là tức là ông ta phân hóa. Và ông ta nói, ô, oh, nó hỗ trợ vũ khí. Nhưng mà ai cầm vũ khí đó để bắn? Dân của anh, lính của anh. Chứ đám NATO đâu có thằng nào nó cầm vũ khí nó bắn dùm cho anh đâu. Cái kiểu của... À, tập cân bình là chia rẽ như vậy đó thì các vị có thể Zelensky sẽ bị thuyết phục bởi vì trên quy tắc là đúng NATO vẫn không nhận Ukraine và tuyên bố là bĩnh bỉnh viễn không nhận Ukraine vào NATO trong khi đó cái vị thấy Estonia cũng có đường biên giới với Nga Latvia cũng có đường biên giới với Nga tại sao họ nhận được mà họ không chịu nhận Ukraine do đó đây là cái điểm mà yếu nhất của Khối Tây Phương Mà Tập Cần mình có thể tấn công vào cái điểm này Để mà thuyết phục Zelensky đó Nha yeah. Rồi tiếp tục Nếu Tập khai hỏa Đài Loan Đồng nghĩa là ông ta mở chiếc hộp Pandora Cũng có thể diễn đạt Theo kiểu này Nếu mà ông ta tấn công Đảo quốc Đài Loan Thì coi như ông ta khui cái hộp Pandora ra Và cái hộp Pandora này Sẽ khiến cho cả một cái đảng Cộng sản Ở Trung Quốc có thể đi tới tình trạng Bị xóa sổ luôn nha, yeah. ok à vậy lần này Mỹ phải làm cái tròn có có dụng cụ cả, lao kích nô no, Mỹ có các cái tròn tấn công luôn nhưng mà những cái tròn được điều tới để hoạt động trên vùng hắc hải là không trang bị vũ khí Mỹ có đầy đủ tất cả các loại tròn nhưng cái tròn mà được đưa lên vùng hắc hải bởi vì vấn đề nhạy cảm giữa nga và hoa kỳ do đó họ không dùng các cái tròn mà có khả năng tấn công để gây hiểu lầm cho Nga. Họ chỉ dùng những cái tròn giám sát thôi nha. Rồi tiếp tục. À... Hiện tại Ukraine đang có binh sĩ tình nguyện Hoa Kỳ. Có chứ, có một số những cựu chiến binh của Hoa Kỳ. Và một số những quốc gia khác tới tham, tới tham chiến đó. Tới tham chiến ở Ukraine đó. Nhưng mà họ đi với tính cách cá nhân của họ. Chứ không có đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ hay quân đội Hoa Kỳ gì cả. Họ đi với tính cách cá nhân và họ là cựu chiến binh họ từng tham chiến ở chiến trường ở afghanistan ở iraq vân vân thì bây giờ họ tình nguyện tới uh, ukraine nhưng mà số này thì không nhiều trong đó có cả người việt luôn trong đó có có, có một số người việt luôn đó nhà mong genaki đừng nghe những lời mật ngọt của tập cận bình chưa biết được chưa biết được giờ phút này tôi đã nói với quý vị là không nói được cái gì hết tập cận bình sau cái chuyến thành công của saudi arabia và iran thì ông ta trở nên tự tin là bây giờ Trung Quốc có thể thay thế Hoa Kỳ, có thể uh, nối kết hòa bình của thế giới và có thể uh, thay thế vị trí Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới. Ông ta đang tự cho mình cái nhiệm vụ này mà. do đó tôi vẫn chưa biết được là tập cận bình sẽ nói gì với Zelensky nhưng chắc chắn ngôn ngữ này sẽ phân hóa Zelensky và khối NATO. ông nói đó tới cuối cùng uh, tụi nó đâu có nhận anh vô đâu. Tới cuối cùng nó đẩy anh ra Trong khi đó nó nhận Thụy Điển với lại Phần Lan kìa Thì cái kiểu của Tập Cận Bình là như vậy Do đó chưa biết được Và Zelensky Ông ta có bình tĩnh để suy xét Và phân tích đầy đủ trước khi mà ông ta quyết định hay không Nha yeah. Rồi tiếp tục Mỹ bắn kinh khí cầu Tàu Cộng Nhưng lại không lên tiếng mạnh mẽ Về SU-27 tấn công tròn của Hoa Kỳ cái này là cái điểm yếu của joe biden đó cuối cùng là gì ông ta không dám đối đầu với nga ông ta không dám đối đầu tôi nói cái vị rồi do đó ngay từ đầu mà nga tấn công ukraine đó là ông ta giờ chỉ ngồi bơm vũ khí thôi chứ không dám đối đầu và nato cũng trở nên trở một cái tổ lực lượng nato là lớn nhất thế giới nhưng bây giờ trở thành là một cái lực lượng lớn nhất nhưng hèn nhất không dám đối đầu với nga Do đó cuộc chiến Ukraine 13 tháng rồi đó Không có dấu hiệu chấm dứt mà còn có dấu hiệu mở rộng kìa Giờ phút này các cái lệnh cấm vận quý vị thấy nghĩ rằng nó hữu hiệu hay không Trừ phi Âu Châu chơi lớn luôn Cấm khí đốt luôn Nhưng mà quý vị Cấm khí đốt là Âu Châu tự cắt cổ mình Tại vì mà Nga bán không được cho Âu Châu thì họ bán qua Ấn Độ, họ bán qua Trung Quốc Họ bán qua Việt Nam Họ còn thiếu gì thị trường để tiêu thụ Trừ khi cấm vận luôn những người nào mua khí đốt và dầu khí của nga nước nào bị mua là bị trừng phạt thì mới bị ảnh hưởng tới nền kinh tế của nga mới bị là ảnh hưởng tới nền kinh tế của nga còn bây giờ chỉ cấm vận ba cái uh, trò mèo đó thì nga đâu có khe đâu miễn bây giờ quý vị thấy rồi đó khi mà cuộc chiến của nga và Ukraine bùng nổ nó lòi ra một cái sự thật tất cả các quốc gia đều cần năng lượng ngay cả Nhật là cái quốc gia thúc đẩy rất mạnh ở trong khối G7 là liên tục cấm vận đối với Nga đó, là Nhật là cái quốc gia chủ động đó. Nhưng mà chính Nhật cũng đang chuẩn bị hoàn tất một cái ống dẫn khí đốt thiên nhiên từ Nga vào Nhật. Ngay cả Nhật đó ở phía Bắc đó là cái ống dẫn khí đốt đó là Nhật không dừng lại. Nhật vẫn tiếp tục à để mà xây dựng cái đường ống dẫn khí đốt, à, khí à, đốt chất lỏng khí đốt đó từ ở Nga vào Nhật mà thì quý vị do đó những cái lệnh cấm vận này làm sao mà hữu hiệu với Nga đây? trong khi các quốc gia đều cần năng lượng từ Trung Quốc qua Ấn Độ, Brazil, Việt Nam, Nhật, Nam Hàn, Đài Loan những quốc gia này là những quốc gia sản xuất mạnh mà sản xuất càng mạnh thì càng cần năng lượng trừ phi là Mỹ với Âu Châu nó thằng nào làm ăn với Nga về dầu hỏa về năng lượng là tao cấm cửa thằng đó tao chặt hết các mối quan hệ với nó luôn maybe làm ở kiểu này đó thì có thể gọi là cô lập được Nga nhưng có dám làm không Ấn Độ chắc chắn từ chối Ấn Độ đang giữ vai trò trung lập Họ không đứng về phía Nga Họ cũng không đứng về phía của Hoa Kỳ họ vẫn mua vũ khí của hoa kỳ đồng thời họ là cái quốc gia mua nhiều vũ khí của nga nhất bây giờ họ đang cần vũ khí để đối đầu với trung quốc do đó chưa chắc ấn độ đã đồng ý ấn độ không đồng ý rồi brazil cũng chưa chắc đồng ý luôn thì quý vị cuối cùng các cái lệnh cấm vận này giống như trò mèo ảnh hưởng chút đỉnh về đời sống của người dân nga nhưng không tác động tới nền kinh tế của nga bởi vì nền kinh tế của Nga chủ lực của họ là năng lượng Cái mà nước nào cũng cần hết Âu Châu đó, Đức, 40% khí đốt của Đức bây giờ lệ thuộc vào Nga đó Có dám cắt bỏ không? Rồi Đức có dám cấm cửa những quốc gia nào nhập cản khí đốt của Nga không? Hay là dầu khí của Nga không? Nổ no. Vậy thì cái giải pháp này nó đâu có chấm dứt được Và do đó cuộc chiến kéo dài 13 tháng đó còn nếu mà không muốn chơi cái trò này thì chỉ còn một cách. Nhận Ukraine vào NATO, đưa quân thẳng vào Ukraine đánh bật Nga ra. Và nếu cần thiết là dẹp bỏ luôn Putin luôn. Đó là cách hay nhất và gọi tôi là chủ động nhất và hay nhất để chấm dứt cuộc chiến này và chấm dứt sự đe dọa của Nga. NATO không dám làm. Joe Biden càng không dám làm. Do đó, quý vị thấy bắn rớt khinh khí cầu của Trung Quốc nhưng lại không dám à, có hành động gì đối với chiếc SU-27 của Nga. Quý vị, chúng ta nhìn vào cục diện chúng ta phân tích thôi. Thái độ nhu nhược yếu hèn này nó dẫn tới tình trạng quốc tế trở nên phức tạp hơn. Khó làm việc hơn, khó giải quyết những hồ sơ hơn. Trừ phi có một phía cứng rắn, dám đi tới tận cùng. Thì tôi nói thì quý vị, bài toán nào cũng giải quyết được hết còn siêu siêu ảnh ảnh nửa bước nửa bước là lui lại hai bước rồi bước một bước là lui lại hai bước thì quý vị đi tới vài năm cũng chưa có si nhê gì nữa nha yeah. rồi tiếp tục dù nga hay ukraine tiến thắng sau cuộc chiến thì ai tiếp quản đất nước đó đâu phải trả tiền viện trợ không phải anh vậy là dư dân ukraine trả chắc 50 đến 100 năm chưa biết được cái tiền viện trợ này trên nguyên tắc là họ nói là viện trợ thôi họ đâu có nói là cho vay họ cũng không nói là cho không cho mình cũng chả biết được mình cũng chả biết được nữa Vấn đề ở chỗ là không phải ai thắng ai thua Mà vấn đề ở chỗ làm cách nào Để giải quyết những cái sự xung đột này Một cách dứt khoát Không có siêu siêu ảnh ảnh Thì lúc đó mới biết được Còn bây giờ quý vị Đó tài le rồi Mai mốt rồi tới uh, Armenia và Azerbaijan Tiếp tục căng thẳng Rồi cái do thái với lại Palestine Do thái với Iran Rồi ở Syria Nhóm người khớp bắt đầu Bùng dậy mạnh hơn nữa Thì quý vị nó trải khắp toàn cầu luôn Nó trải khắp toàn cầu luôn Nếu như mà không có một quyết định dứt khoát cứng rắn Giờ phút này chúng ta cần Cái quyết định từ những cường quốc là cứng rắn Để mà giải quyết một cách tận cùng của vấn đề Còn mà siêu siêu ảnh ảnh thì quý vị Nó vẫn như vậy thôi nha yeah. Rồi tiếp tục À Em nghĩ Trung Quốc sẽ không đánh Đài Loan Nó đợi quốc dân đảng lên năm, năm tới là Trung Quốc thành công luôn Nhưng nếu quốc dân đảng không lên thì sao Nếu tiếp tục là đảng dân chủ cấp tiến thì sao Và cho tới giờ phút này Là William Lai Chinh Tê đang dẫn đầu Ông thị trưởng thành phố Đài Bắc Bây giờ đã đứng tục lùi rồi đó Thị trưởng thành phố Đài Bắc là dân của quốc dân đảng đó Còn ông Lai Trinh Tê là phó tổng thống Chủ tịch của đảng cấp tiến đang là người dẫn đầu trong các cuộc thăm dò về bầu cử đó. Nếu Quốc dân đảng thắng thì nói, quốc dân đảng thua thì sao, nha? Rồi à... vì sao Trung cộng mua một ngàn tỷ uh, Mỹ kim trái phiếu, nay lại trái phiếu sụt giảm, họ có bắt Hoa Kỳ bồi thường? Tại sao phải bồi thường? Mày mua thì mày đáng chịu, mua cổ phiếu cổ phiếu rớt thì đi bắt công ty bồi thường hả? Mua trái phiếu cũng vậy thôi chấp nhận thì mua còn tôi bán đi có nước khác mua kìa cái chuyện này là cái chuyện tại sao phải bồi thường muốn làm ăn muốn có lời mà lời thì lấy lỗ bắt người ta bồi thường hả đâu có chuyện trên đời đâu có chuyện mà gọi là nó gọi là khùng điên như vậy chấp nhận mua thì chấp nhận lỗ nếu mà trái phiếu lên thì họ lợi trái phiếu xuống thì họ lỗ nếu sợ lỗ quá thì bán đi nhiều quốc gia đang sắp hàng mua trái phiếu của hoa kỳ kìa Nhật bây giờ là làm chủ 1.200 tỷ Mỹ kim tiền trái phiếu của Hoa Kỳ. Nhật là ông chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ đó. Bây giờ Trung Quốc mà hở một cái trái phiếu nào ra là Nhật nó hốt nó hốt hết á. Giảm không? Đâu có dám bán. OK. Rồi tiếp tục. à Do thái độ yếu hèn của Biden làm cho ông tập lên mà. Thì tôi cái vị nhìn lại đi, đánh giá một cách công bằng. Tôi không phải vì ác cảm với Joe Biden đâu. Trong hai năm qua. Joe Biden đã thành công được cái chính sách ngoại giao nào? Ngay cả khí hậu toàn cầu ổn cũng banh sát luôn, cũng tài le luôn rồi. Thì cứ bị nói tôi nghe đi, Joe Biden thành công chỗ nào trong vấn đề ngoại giao? Nothing. Nothing. Ông Trump khi mà rời khỏi nhiệm kỳ, ít nhất ông để lại cái hiệp ước Abraham Breaker. Nối kết do thái với bốn quốc gia của Ả Rập. Joe Biden có làm hay không hay là Joe Biden lại khơi thù hận giữa người Palestine và người Do Thái. Cái vị nói tôi nghe đi. Joe Biden không những là không làm được còn khơi thù hận nữa. Trong khi ông Trump ít nhất ông để lại một cái di sản là bốn quốc gia Ả Rập đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với lại Do Thái. Joe Biden làm được cái gì? Ngay cả hai quốc gia Thụy điển với lại Phần Lan cho tới giờ phút này còn chưa gia nhập được NATO nữa kìa. Bởi vì thổ Nhĩ Kỳ và Hungary trận đó. Thì cứ bị nói cho tôi nghe đi. Joe Biden thành công được một điểm nào trong chính sách chính sách ngoại giao đây? Không có nha. Rồi tiếp tục. À, Hoa Kỳ à, có vào được khắc hải à, vớt tròn không? Cái tròn đó nó nằm sát Crimea. Thì tôi không biết họ không vớt được, nhưng phía Nga đang vớt. Tại vì cái bờ biển Hắc hải đó, một bên là Thổ Nhĩ Kỳ. Ở bên đây, còn bên kia là vùng Crimea với lại Ukraine. Ở bên hông thì có Monova này nọ. Đúng không quý vị? Bên, bên trái á. Bên phải thì có Georgia. Thì trên quy tắc là nó rớt ở hải phận quốc tế. Nhưng mà nằm, nằm gần ở Crimea. Có thể là nằm trong cái đặc quyền kinh tế của Crimea. Do đó thì bây giờ phải chịu thôi bây giờ nga là cái quốc gia vớt cái này chứ không okay, phải hoa kỳ hoa kỳ bây giờ muốn vớt thì phải đưa phương tiện tới mà đưa phương tiện tới á thì phải đi ngang qua thổ nhĩ kỳ phải dùng tới à, cái à, căn cứ quân sự của thổ nhĩ kỳ rồi tàu hải quân của hoa kỳ cũng phải di chuyển tới đây nữa nhiều thứ lắm quý vị không phải dễ đâu ok rồi à, cánh tả sẽ hỗ trợ tài chính cho Hungary để thuyết phục à, à Oban đồng ý cho Phần Lan gia nhập thì không ông phản đối không phải là vấn đề cắt cái ngân sách đó mà đám cánh tả đang chụp mũ cho ông là làm thụt lùi cái nền dân chủ ông bị chụp mũ là làm thụt lùi nền dân chủ thì quý vị đây là điều chính còn Hungary họ đang lệ thuộc 85% nguồn năng lượng từ Nga Do đó, đây cũng sẽ là lý do mà họ phản đối đó. Tại vì trên quy tắc họ phản đối cũng đúng, Obama nói cũng đúng. Hey, tại sao Ukraine nộp đơn trước mà không duyệt mà đi duyệt của Phần Lan với Thụy Điển. Rồi còn à, sử dụng cái hệ thống fast track để mà giúp cho Phần Lan Thụy Điển nhanh chóng được gia nhập, trong khi Ukraine lại nộp đơn từ 2018 tới bây giờ. Obama nói đúng. Obama nói đúng. Thì bây giờ quý vị xem đi thì đám Âu Châu này trước sau gì tôi nghĩ là sẽ đi tới tình tình trạng tan rã. Tình trạng tan rã rất rõ ràng. Đó quý vị thấy ngày hôm nay không? Emmanuel Macron không đủ tiền. Bây giờ muốn tăng cái cái, thời gian mà gọi là nghỉ hưu lên. Mà quý vị thấy vô lý không? Ở Mỹ này á, ngày xưa nghỉ hưu là 65. Bây giờ lên 67. Còn ở Pháp á, nó hưởng quá đi. Ở nghỉ hưu là 62. Bây giờ tăng có 2 năm sắm là là lên sắm 4 thôi. Mà dân Pháp đùng đùng xuống đường rồi. Biểu tình à. Tức là muốn nghỉ hưu sớm. Mà quý vị, ở Mỹ này thật sự á 67 là nghỉ hưu. Nhưng mà có nhiều người đa số 67 vẫn không chịu nghỉ hưu, vẫn làm việc. Thậm chí lên tới 70 bảy mấy họ vẫn làm việc Còn dân Pháp thì ngược lại thì quý vị thấy rồi đó Những cái bế tắc về Xã hội của dân Pháp Và của Âu Châu đó Nó sẽ đi tới một cơn khủng hoảng mới Nó sẽ đi tới một cơn khủng hoảng mới Mà cơn khủng hoảng này tôi không biết rằng là nó sẽ như thế nào đó Nha Nếu Phần Lan và Thụy Điển có chính quyền cánh hữu Chưa chắc họ chấp nhận vào NATO Vấn đề là chính hai quốc gia này chỉ trích Hungary đó Họ chỉ trích Hungary là làm giật lùi cái nền dân chủ đó mà dân chủ mình định nghĩa như thế nào quý vị Mình định nghĩa gì cái dân chủ đâu phải là uh, Nâng cái này cái kia lên là dân chủ đâu Ủng hộ phụ nữ phá thai là dân chủ đâu Ủng hộ chuyện giới tính là dân chủ đâu Nhưng mà cái đám cực tả này nó đi theo cái hướng đó đó Nó nói rằng Cấm ba đáng chuyện này cấm đáng chuyện kia là không dân chủ Vậy nó có cấm không? Nó cấm chuyện khác nó cấm chuyện khác thì cũng vậy thôi Vấn đề ở chỗ là chính cái lực lượng cực tả này Sẽ làm cho Âu Châu tan nát thêm một lần nữa Ok quý vị cảm ơn tất cả các tác giả rất là nhiều Cho buổi sáng ngày hôm nay trong phần tin tổng hợp buổi sáng Cảm ơn mọi người rất là nhiều Và Phong chắc lại tạp chí quốc phòng với cái địa chỉ email Trần Nhật Phong đạo diễn at yahoo.com Quý vị có thể liên lạc để đặt mua tạp chí Và quý vị đã coi cái bản tạp chí số ra tuần này Ngày hôm nay Phong đã gửi cái bản PDF này qua nhà in thì có thể tuần tới là báo giấy đã có rồi và bắt đầu tuần tới khi nhận được báo thì Phong sẽ bắt đầu gửi báo đi cho tất cả những quý vị nào đã đặt báo và nếu quý vị muốn thì tiếp tục email về trần nhật phong đạo diễn at yahoo.com cảm ơn tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau bye bye